Hãy nghe tôi hát nhạc sĩ chủ đề với những thanh âm tươi mới từ những bản tình ca của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đã đưa khán giả về với những năm tháng thanh xuân, và hành trình ngược thời gian ấy sẽ được tiếp tục trong đêm thi tiếp theo qua phần tranh tài của các ca sĩ Lý Thu Thảo, Lê Thái Sơn và Dương Minh Ngọc. Những thanh năm hãy qua nhiều thập niên mới vang trở lại, đánh thức nhiều ký ức đẹp đẽ. Nắng còn nơi đâu, xin đến xóa tan đêm sâu. Có hạt mưa bay vươn mãi trên bờ mi anh. Phải nói đây là một phiên bản mà tôi rất hài lòng, rất tình cảm trong từng câu hát. Em xử lý bài hát này rất tinh tế, từ đầu đến cuối đều hay hết. Đón xem Hãy Nghe Tôi Hát nhạc sĩ chủ đề vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 2.